Đây là con iPhone X của mình. Cách đây vài hôm thì mình có vô tình làm rớt và sọc màn hình. Mang ra tiệm thay thì người ta báo màn hình zin là 2.8 triệu. Cho màn hình bóc máy cũng là zin là 2.3 triệu. Với màn linh kiện là 1.7 triệu. Quá là đắt. Thật ra với 2 triệu mấy bây giờ mình thể mua được một con iPhone X cũ lại. Nhưng cái việc bỏ ra 2 triệu mấy để thay cái màn hình này thì thực sự không đáng. Tại vì mình chỉ muốn là thay màn hình để làm máy phụ hoặc là để làm kỷ niệm mà thôi. Nên mà bỏ ra 2 triệu mấy thay thì quá là đắt. Vậy thì giải pháp là gì? Giải pháp là đây. Đây là màn hình Enzo đang được phân phối chính hãng tại Bạch Long Store. Và những lý do nên chọn màn hình Enzo là: đầu tiên, về chất lượng hiển thị hình ảnh thì tuyệt vời. Màn hình Enzo LCD được trang bị công nghệ hiển thị tiên tiến, cung cấp độ phân giải cao và độ sáng tối ưu. Điều này giúp tái hiện hình ảnh và màu sắc chân thật, đáp ứng nhu cầu của người dùng giải trí và làm việc. Thứ hai, tỷ lệ tương phản cao. Công nghệ đèn nền LED hoặc là OLED được sử dụng trong màn hình Enzo LCD, giúp cải thiện tỷ lệ tương phản và màu sắc sâu. Số 3, tần số làm tươi cao. Một số màn hình Enzo LCD có tần làm tươi rất cao. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người hay chơi game hoặc là xem video nhiều. Tần số làm tươi cao giúp giảm hiện tượng mờ, nhòe trong các tình huống động. Thứ tư, thiết kế hiện đại. Màn hình Enzo LCD thường có thiết kế mỏng nhẹ giúp tiết kiệm không gian và tạo nên vẻ đẹp tối giản cho một chiếc màn hình giải trí. Và thứ năm, tích hợp tính năng bảo vệ mắt. Màn hình LCD Enzo có tích hợp các tính năng bảo vệ mắt, chế độ chống chói và giảm ánh sáng xanh. Điều này giúp giảm mệt mỏi căng thẳng mắt khi sử dụng màn hình trong thời gian dài. Và khi các bạn thay màn hình tại Bạch Long Store, Bạch Long Store cam kết với quý khách hàng chỉ thay và sử dụng linh kiện mới tốt nhất thị trường. Quy trình kiểm tra sửa chữa công khai minh bạch, tuyệt đối không lục đồ với mọi hình thức, sửa chữa nhanh chóng, rút ngắn thời gian chờ đợi, giá cả phải chăng, tiết kiệm tối đa chi phí, kỹ thuật viên tay nghề cao và tư vấn nhiệt tình. Và chi tiết các bạn hãy truy cập link ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau.